Có chỗ hạt dẻ nào gần trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không anh? Có chứ sao không em. Trong series tìm chỗ gần trường cho tăng sinh viên thì các bạn yêu cầu review chỗ gần trường nào, mình cũng sẽ cố gắng review cho các bạn xem hết nha. Lần này là một dự án trọ mới hoàn thiện luôn, gần 20 phòng, thiết kế với nội thất cơ bản cộng với phòng khá là rộng nữa, nên nhóm bạn sinh viên ở ghép chung với nhau, chia tiền ra là bao hạt dẻ luôn nha. Tuy là nội thất cơ bản thôi nhưng vẫn có máy lạnh và tủ quần áo, các bạn muốn thì có thể lắp thêm vô được nè, không tính phí gì đâu. Diện tích phòng thì từ 25 cho tới 30 mét vuông, rất là rộng luôn. Ở ghép 4 bạn sinh viên với nhau là vô tư. Đây, phòng thì mới, rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp. Mà nhóm bạn 4 người ở chung với nhau, mỗi bạn có 1 của 1 tháng nha. Tăng sinh viên ở dưới quê mới lên, chưa quen biết gì nhiều thì cứ bạn bè cùng quê ở ghép chung với nhau là đúng bài. Có gì hỗ trợ qua lại với nhau, cùng quê nó cũng dễ. Rồi, địa chỉ dự án ở Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, gần Đại học Y Dược. Đại học Y Dược lại gần Đại học Hồng Vương nữa, cho nên sinh viên Đại học Hồng Vương tham khảo luôn cũng được nha. Hẹn mọi người clip review trọ tiếp theo nè.